thẳng thắn hay né tránh những câu chuyện về giáo dục giới tính với con. Cô làm sao vậy? Dạ mẹ. Sao tự nhiên cô nói mấy cái lời lẽ đó với trước mặt con nít vậy? Là sao mẹ? Thì hồi nãy cô mới nói cái gì dùng kính rồi nhạy cảm đó. Các vấn đề giới tính, lạm dụng, xâm hại tình dục luôn khiến nhiều phụ huynh gặp khó khăn trong việc trao đổi cùng con. Có một chú cứ lôi bạn gái học cùng lớp con vào góc vắng rồi chú đó lấy tay thò vào trong giấy của bạn. Với những phân tích của chuyên gia tâm lý Linh Trang, làm thế nào để tiếp cận vấn đề nhạy cảm này với trẻ? Nếu như chúng ta có những cái kiến thức đúng đắn về giới tính thì chúng ta sẽ nói chuyện với con một cách hết sức là tự nhiên. Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ thực tế của hai vị khách mời, Hoàng Rapper và diễn viên Vân Anh. Cứ đến mỗi cảnh mà 18 cộng là ba em sẽ bắt bịt mắt lại. Đó là do ba mẹ lại không chia sẻ. Đón xem tập 33 Phụ nữ ngày nay được phát sóng vào lúc 17 giờ Chủ nhật ngày 25 tháng 11 năm 2018 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Quý khán giả có thể xem lại đầy đủ chương trình sau khi phát sóng qua ứng dụng THVLI tại địa chỉ www.thvli.vn hoặc tại ứng dụng THVLI trên các dòng Smart TV LG, Samsung và Sony hay trên Google Play hoặc App Store.